đang dẫn mày tham gia trình EVN 5 nhận 6.666 token có cái hiệu HTX. Con này nó lấy là một cái sàn Bitlin Vindas rồi nghe tất cả các bạn. Mình EVN 3, EVN 4 đồ, EVN 3 đồ mình đã về rồi nghe các bạn. Còn cái EVN 5 này mình khó hiểu cái các bạn. Mấy nó kêu đầu tiên thì nó không có thông tin, không rõ ràng các bạn. Đầu tiên thì các bạn click vào cái phần link này nè, các bạn bấm nút Z là đúng rồi nè, rồi các bạn follow Tether nè, rồi các bạn ghi là username Tether nha các bạn. Nó không để cái đường link, mình để đường link hay là username thì nó không mình cũng không gõ nữa nha các bạn. Thôi các bạn ghi để muốn để đường link để, muốn để username để các bạn. Cái này vậy vậy thôi nha các bạn. Còn này nó kêu địa chỉ là gỡ 0 ETH, các bạn lấy chút wallet luôn nha các bạn. Các bạn làm đi, con này vậy vậy không vậy thôi các bạn. EVN 5 này mình không gõ nha các bạn. Chị chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Làm ăn được ăn được bỏ nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.